để tạo lên một bộ bàn ghế sofa đẹp. Đó, hiện tại bây giờ đang là 8:30 tối các bác nhé. Em Sáng đang cho thợ của mình gắn một bộ sofa trên nền tảng chất liệu gỗ cẩm lai. Hàng là hàng trơn các bác nhé. Đó, tại sao gọi là hàng trơn? Bởi vì từ chân đến yếm đến vách đều không đục các bác ạ. Đó, thì với hàng sofa như này, bên Đồ Gỗ Sáng Trang làm theo đơn đặt hàng của anh trai bên Hà Nội. Đó, quá trình này gọi là quá trình gắn hàng các bác nhé. Thì trước khi gắn hàng thì em Sáng đã cho những người thợ của mình đánh giấy giáp các bác nhé. Đánh giấy giáp đây này các bác này. Các bác nhìn thấy cái phần gỗ cẩm lai mà nó mốc mốc như này này. Đó là em Sáng vừa đánh giấy giáp xong phần lớp 1 các bác ạ. Chưa full TU, chưa full lót các bác nhé. Chưa full lót. Đó các bác thấy này. Bộ bàn ghế sofa trên nền tảng chất liệu gỗ cẩm lai này bao gồm 6 món các bác ạ. Đó, chính giữa là một chiếc đoạn các bác ạ. Đây, đoạn của ghế có thông số kỹ thuật là chiều dài 2m, chiều sâu 60 các bác ạ. Đó, các bác nhìn thấy này, vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Vân gỗ rất đẹp các bác ạ. Đó, bởi vì cái bộ ghế to thì bao giờ em Sáng sẽ, trước khi gắn hàng thì em Sáng sẽ đánh giấy giáp các bác ạ. Đánh giấy giáp hết lớp lót 1 các bác ạ. Hết lớp 1 thì bắt đầu mới cho gắn. Đó các bác ạ. Bởi vì khi mình đánh rời thì nó mới dễ đánh, khe kẽ nó mới sạch các bác ạ. Đó, các bác thấy này, cái ghế này là đang gắn các bác nhé, đang gắn. Đó, đang gắn. Chân là chân 11 các bác nhé, chân hình chữ C. Đó, dáng ghế cực kỳ đẹp. Vách là vách lòng ván các bác ạ, vách lòng ván. Đây này các bác này, đấy, toàn bộ vách giữa này. Đó, vách giữa là lòng ván các bác nhé, vách giữa lòng ván. Còn có một chiếc ghế là ghế nhỡ các bác ạ, ghế nhỡ. Chiếc ghế này có chiều dài là 1m38, chiều sâu vẫn 60 các bác ạ, chiều sâu 60. Thì toàn bộ tay của ghế là tay hộp các bạn, tay hộp. Đó các bác thấy này, cực kỳ đơn giản thôi. Những cái bộ ghế sofa trơn thì bao giờ thì thiết kế rất đơn giản. Nhưng mà tất cả những cái khung này bên em Sáng đều đục chỉ các bác nhé, đục CNC. Đó, thế nên là cái đường chỉ nó rất đều nhau các bác ạ. Nó làm nổi bật lên, cực kỳ nổi luôn. Nó tạo lên một cái khung này các bác nhìn này. Đó, bao quanh cái ván này. Đấy, tại sao bên Đồ Gỗ Sáng Trang gọi là vách lòng khung là thế. Đó, vách lòng khung, vách trước vách sau đều lòng khung các bác nhé. Đây các bác thấy này, em quay bên hậu này. Đó, các bác nhìn thấy chưa, bên hậu của sản phẩm đây cũng lòng khung các bác ạ. Đó, hàng trơn hết các bác nhé. Đó, còn chiếc ghế đơn này có thông số kỹ thuật là chiều dài 88, chiều sâu là 60 các bác ạ. Chân vẫn là chân 11 phân. Đây các bác thấy này. Đó, những bộ ghế trơn này thì đòi hỏi là cái gỗ phải đẹp, hai là cái hàng ngang phải lét các bác ạ. Đây các bác thấy này, nhìn cái quai túi này, nó tròn đều, nó tròn và nó đều nhau các bác nhé. Đó, dựng lên cái ghế các bác thấy này. Đó, nhìn này, cái sống này nó thẳng và hai bên quai túi này nó đều nhau. Sản phẩm thì nó tinh tế và nó bắt mắt các bác ạ, cực kỳ bắt mắt luôn. Thì những bộ sản phẩm này đáp ứng cái nhu cầu khách hàng cần sự đơn giản đấy, không thích lau chùi nhiều. Bởi vì những bộ ghế trơn này khi mình vệ sinh nó rất đơn giản các bác ạ, và đặc biệt là gì, nó cực kỳ sang trọng luôn đấy. Mặc dù nó trơn nhưng nó khoe gỗ các bác ạ. Hai cái đôn này các bác này, một đôn thấp này, đó, một đôn thấp và một đôn cao các bác ạ. Đây các bác thấy không, chất gỗ cẩm lai bên Đồ Gỗ Sáng Trang chọn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó, thì cái sản phẩm này khi nào full PU lớp lót 1, em Sáng sẽ quay cho quý vị anh chị em mình tham khảo ở những bộ sản phẩm hàng hoàn thiện kỹ các bác ạ. Đó, thì hiện tại bây giờ là cái sản phẩm nhìn nó có vẻ là nó không được lên nổi vân, bởi vì em Sáng đánh giấy giáp nước các bác ạ. Đây các bác thấy này, các bác nhìn kỹ, các bác nhìn thấy những vân quầng vân lờ đờ này. Đó, những cái quầng vân này khi nào mà lên nó rất lổi các bác ạ, cực kỳ lổi luôn. Đó, tôi chia sẻ với quý vị anh chị em nhà mình biết được cái công việc của Đồ Gỗ Sáng Trang. Và với bộ 6 món chúng ta có một cái bàn các bác ạ. Đây các bác nhìn cái dáng bàn này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái vân của cái yếm hồi này các bác này, yếm hồi bàn này rất sắc nét các bác nhé, cực kỳ sắc nét luôn. Đó, tại vì khi mà đánh giấy giáp nước ấy, thì bao giờ những sản phẩm nó sẽ bị mốc. Đó, mặt ván các bác nhé, mặt bàn đây ạ, mặt bàn là mặt bàn ghép 4 miếng các bác ạ, ghép 4 miếng trên nền tảng cùng một cây gỗ. Bàn thì có thông số kỹ thuật là 1m38 các bác ạ, 1m38. Đó, 1m38. Đấy các bác ơi, thời tiết bên Bắc Linh dạo này mưa nhiều lắm các bác ạ. Đó, em quay cho các bác thấy này, trời mưa tầm tã luôn. Đó, mưa rất nhiều. Chia sẻ với quý vị anh chị em nhà mình. Còn đây là cái khung cảnh của Đồ Gỗ Sáng Trang 8:30 tối các bác ạ. Đó, 8:30 tối. Rất vinh dự và tự hào, bởi vì Đồ Gỗ Sáng Trang là một trong những địa chỉ
được rất nhiều quý vị anh chị em mình tin tưởng đặt đồ. Và với mỗi một sản phẩm, với một cái tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp, em Sáng đều chia sẻ tới quý vị anh chị em nhà mình. Đấy các bác ạ, đây các bác thấy này, những quầng vân, đấy, vân chỉ đen, đó, vân chỉ đen này, rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Khung tranh thì chia sẻ quý vị anh chị em nhé. Đó, riêng về cái em Sáng làm đồ bao giờ vậy, thì em Sáng rất kết hợp hài hòa tinh tế. Các bác để ý này, cái khung tranh dài, hai khung tranh dài này, này. Đó là cùng một cây gỗ này, có thấy quầng vân giống nhau chưa? Đó, quầng vân giống nhau này, em Sáng chia sẻ tới quý vị anh chị em này. Đấy, các bác nhìn này, đó cái đỉnh vân này lên đến đây này, thấy chưa? Quý vị anh chị em này, nhà mình hai khung tranh hồi cùng một cây gỗ này, đây này, các bác thấy này, cái quầng vân này, đấy và đỉnh kia cũng thế, nó đớp nhau này, bên này vậy, quý vị anh chị em ạ, đó, đấy cái hay nó là như vậy, cái tinh tế của một cái sản phẩm cao cấp nó là như vậy, nó phải có sự sắp xếp các bác ạ. Khi cái việc này là việc mà khi mà mua gỗ pha phôi đó, em Sáng khi mà em Sáng dọc một cây gỗ ra, em Sáng sẽ định hình nó vào cái việc gì đó. Ví dụ như là cái khung tranh này, thế là xẻ cùng một cây gỗ ra các bác nhá, thì khi lên một sản phẩm nó tính thống nhất, nó không bị đá màu nhau đó. Thế nên cái sản phẩm bên đồ gỗ Sáng Trang làm toàn bộ là hoàn thiện, đánh xi trần tự nhiên các bác ạ, xi trần tự nhiên, đòi hỏi những sản phẩm cao cấp là như vậy. Còn nếu mà cái sản phẩm mà cứ mình cứ làm linh tinh ấy, thì dễ làm lắm, chia sẻ quý vị anh chị em, nó quý hay không ở chỗ đấy, nó có giá trị hay không nó ở những chỗ như vậy quý vị anh chị em ạ. Và những bộ ghế như thế này thì kê rất đơn giản, và đặc biệt là gì, em Sáng nghĩ là sản phẩm này khi mà bên đồ gỗ Sáng Trang giao hàng cho khách, em Sáng sẽ làm một cái video để chia sẻ tới quý vị anh chị em về những sản phẩm hàng trơn nhưng mà trên nền tảng chất liệu gỗ quý hiếm các bác ạ. Đó, và cái công đoạn của đồ gỗ Sáng Trang thì đến đây là kết thúc. Mai ngày mốt khi nào vào phần lớp lót 1, em Sáng tiếp tục up video chia sẻ tới quý vị anh chị em nhà mình. Đó các bác ạ, rất vinh dự và tự hào khi được các bác luôn tin tưởng đồng hành và theo dõi rất nhiều video của đồ gỗ Sáng Trang. Và một lần nữa em Sáng xin trân trọng cảm ơn, chào quý vị anh chị em nhà mình.